Trong kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài đến 5 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức cấp căn cước công dân và định danh điện tử xuyên suốt. Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập 4 tổ lưu động do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội chủ công đến hỗ trợ các địa phương, nhằm bảo đảm cho công dân trên địa bàn tỉnh sớm được cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử, thuận lợi trong việc đi làm ăn xa, học tập, công tác. Cụ thể, trong thời gian nghỉ lễ, người dân có nhu cầu cấp căn cước công dân và định danh điện tử đến liên hệ tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh hoặc Công an các huyện, thị xã, thành phố trong khoảng thời gian buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ và buổi chiều từ 13:30 đến 17 giờ để được lực lượng công an tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thực hiện các bước theo quy định. Đặc biệt tại công an cấp huyện như Công an thị xã Giá Rai, Công an huyện Hòa Bình còn bố trí thêm các tổ lưu động đến địa bàn từng xã để cấp căn cước công dân cho người dân. Khi đi làm căn cước công dân, cấp mới, cấp đổi, cấp lại, công dân có thể chủ động liên hệ công an xã, phường, thị trấn, nơi cư trú để cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đầy đủ chính xác, sau đó in phiếu xác nhận thông tin về cư trú CT07. Hoặc để rút ngắn thời gian thu nhận hồ sơ, công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an, chủ động đặt lịch thời gian rồi đến cơ quan công an thu nhận vân tay, hình ảnh và hoàn tất các thủ tục cấp căn cước công dân. Khi đi cấp tài khoản định danh điện tử, công dân mang theo bản gốc kèm một bản photocopy các loại giấy tờ tùy thân để được tích hợp vào thẻ căn cước công dân như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện.